bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền trước tiên cần xây nền tảng. Nền không vững, nhà sẽ lung lay, gió thổi thì ngã, mưa to liền sập. Người học Phật có kẻ thích tham thiền, có người thích học kinh, thuyết pháp, nghiên cứu luật tông, mật tông hay tịnh độ tông. Bất luận là thích tông phái nào, quý vị cần kiên tâm chỉ trí, dụng công tu hành thì mới thành tựu. Nếu không chuyên tâm, nhất trí thì học gì cũng như không. Mình tham thiền 2 ngày rưỡi lại nghĩ muốn niệm Phật nửa ngày lại muốn học luật. Học luật chưa bao lâu lại muốn học mật, mục tiêu rối loạn không chuyên nhất được. Tại sao mình không thể chuyên nhất? Tại vì mình còn hướng ngoại truy cầu. Chân đạp 2 chiếc thuyền cùng một lúc, không biết đi lên Giang Bắc tốt hay đi xuống Giang Nam hay. Vì vậy cả một đời vẫn cứ lầm lẫn. Vì thế tham thiền lúc nào cũng phải tinh tấn, một giây cũng không được làm biếng. Tham cho tới lúc sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghĩa là núi cùng sông bậc tưởng hết đường, tàng liễu hoa răng hiện thôn trang. Tức là mình sẽ thấy một bầu trời khác, sẽ thấy được sự diệu thú thiên nhiên vô cùng. Nhưng mình cần phải tham thiền đến cực điểm, đến chỗ đăng phong tạo cực, nghĩa là lên tới đỉnh cao nhất, đạt tới chỗ tột bậc thì mới có một chút hy vọng, nhưng hy vọng đó cũng không nhiều lắm. Tuy có một chút hy vọng, nhưng mình cũng đừng chấp đắm vào hy vọng đó, nếu không mình sẽ tạo thêm sự phiền toái, tức là chấp vào cái không có ý nghĩa gì cả. Tham thiền là phải chân thật mà dụng công. Trước hết cả mình phải biết luyện cho chân biết những lời, không làm loạn cũng không làm đau. Làm thế nào để chân không còn đau nữa? Có thần chú nào niệm cho hết chân đau, hoặc giả là mình phải uống thứ thuốc gì đó thì chân sẽ bớt đau? Không phải thế đâu. Mình cần phải trải qua cơn đau nhức đó một thời gian, dần dần chân mình mới chịu nghe lời mà hết đau. Nếu mình không nhẫn nại được cái đau, vừa mới đau lại đổi chân, thì cái chân vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu nghe lời mình. Bởi vì mình đã chiều chuộng nó quá mức. Khi chân đau, mình phải dọa nó như dọa con nít. Nếu cha mẹ thương không cho con chịu khổ, thì tương lai những đứa đó không cách gì chịu đựng được khổ. Cái chân cũng như đứa con nít vậy. Mình sợ nó đau nhất thì lúc nào nó cũng đau nhất. Lúc chân đau tất nhiên mình thấy đau, lúc chân không đau mình cũng thấy nhức nhối, là bởi vì mình đã tập cho nó có một thói quen xấu. Mình phải luyện cho cái chân, cái lưng biết nghe mình, để chúng không còn đau, không còn nhức. Rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều nghe lời mình cả. 6 căn này không còn chạy ra ngoài mà truy cầu nữa. Không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho xoay chuyển. Không bị lục căn lục trần chuyển động, thì đó chính là biết dụng công. Cho nên nói, nhãn quán, hình sắc, nội vô hữu, nhĩ thính trần sự, tâm bất chi. Nghĩa là, mắt thấy hình sắc nhưng lòng chẳng màng, tai nghe âm thanh song tâm chẳng biết. Mình phải thường hồi quang phản chiếu, đừng truy cầu những điều bên ngoài, luôn luôn trụ vào pháp môn căn bản, tức là tham thoại đầu. Ai là người niệm Phật, tức là làm sao nắm được gốc, đừng chạy theo ngọn. Đối với những vấn đề chi tiết nhỏ nhặt, đừng nên để tâm âu lo, như vậy thì từ từ sẽ hiểu thấu mọi sự. Lúc tu thiền, khi chưa biết tập luyện làm sao để ngồi kiết già hay bán già cho thật vững vàng, thì đừng nên ham học tham thiền. Bởi vì nền tảng chưa vững chắc cơ mà, do đó, trước tiên phải xây nền tảng thật tốt rồi mới tham thiền. Như tuần đầu tiên, mình phải san bằng mặt đất, xây nhà, trước hết phải dọn sạch đất đai, đạp bằng nó ra. Vào tuần thứ hai thì phải đặt móng, xây móng, cần tốn nhiều công phu, tức là mình phải tu hành nhẫn nại, chịu đau, chịu đói, chịu khát, chịu rét, bất kỳ hoàn cảnh gì mình cũng phải chịu đựng. Tuy đây là việc tốn công, tốn sức, song nó là việc tất yếu phải làm. Đất cần được san bằng, móng cần xây cho chắc thì nhà dựng lên mới kiên cố. Nếu gió thổi, nhà sập hay mưa tạt, nhà giã, tức là móng đặt không chắc chắn, nền xây chẳng vững vàng vậy. Đến tuần thứ ba thì có thể dựng cột, trụ, bắt kèo, khung cột, mái chèo. Qua tuần thứ tư thì xây tường, bắt cửa, đóng cửa sổ, lợp ngói, đó là thứ tự xây nhà. Ta không thể cuốc một phát mà đào thành giếng được, không việc gì làm mà thành công tức khắc. Tham thiền hay niệm Phật cũng vậy, học giáo, tu mật, tập luận đều như vậy cả, tức là phải hết sức chuyên tâm chú ý, tâm phải thành khẩn, đừng tham muốn thứ cao siêu xa vời, đừng nghe người ta nói mật tông tốt thì chạy theo mật tông,
đừng dại mà mê muội, tới lúc chết vẫn không tỉnh ngộ. Không chấp nhận những bằng chứng trước mắt thì thật là mình mê quá độ. Mật, mật rồi chẳng biết do đâu bỗng chết mất, thật là bí mật. Do đó mật thì đúng là mê. Hai chữ này tiếng Tàu phát âm giống nhau, hết sức mê muội. Quý vị học Phật cần phải nghiên cứu chân lý, đừng nên nghe theo một cách mù quáng. Mình cần phải thân cận hữu đức, viễn ly hương nhân, nghĩa là cần phải gần gũi những bậc đức độ và xa lánh những kẻ tà ác. Kẻ xấu ác là thứ chuyên lừa người, người có đức độ thì không gạt ai cả. Kẻ vô đức thì luôn dùng những thủ đoạn xảo trá, thì làm sao có đức được. Chỉ có những ai không lừa bịp thì càng ngày công đức càng nhiều, lúc đó đức hạnh mới tồn tại được. Quý vị phải quan sát và phán xét người khác ở khía cạnh này. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà nói rằng, ôi, tôi thấy anh chàng đó rất đức độ, thật là một vị thiện tri thức. Thực ra chẳng xác thực, bởi vì quý vị phải rõ thân thế anh chàng đó ra sao, hiểu rõ thì mới đáng kể. Trong thời mà Pháp, con người đều phạm chứng bệnh thông thường là hay nói những chuyện xa vời, lấy lỗ tai thay cho con mắt. Nghe người khác nói tốt là chạy theo liền, chạy theo như vậy tốt xấu thế nào không cần biết, thậm chí bị người ta lừa mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Học theo những điều mê tín, tài sắc, phong thủy, bói toán đều là những thứ hết sức đáng thương xót. Hôm nay tôi đọc báo ở tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa Đại Lục có 6 đứa trẻ trốn ra biển tự sát để thành tiên. Đó là lý do gì? Là bởi vì do những thứ tà thuyết làm mê hoặc lòng người. Họ nói rằng nếu ai làm ác thì thành quỷ, làm tốt thì thành thần, thành tiên. Thế nào là chuyện tốt? Là đừng có sợ chết, bởi vì ở nơi thôn xóm xa xăm, nhiều đứa trẻ rất là chân thật, chất phác, nên nghe thế chúng tin ngay. Tin là người tốt thì không sợ chết, mà khi chết có thể thành tiên, nên 6 đứa trẻ này tự sát tập thể để mong thành tiên. Chúng nghĩ rằng, hồi xưa có 8 ông tiên, đại khái là do sự tự sát tập thể. Nay mình cần phải tự sát tập thể để thành 6 ông tiên, khỏi bị trôi trong lục đạo luân hồi. Cho nên chúng tự sát tập thể để thành tiên. Chúng nó có thể thành tiên hay không? Tôi có thể chứng minh rằng chúng chẳng thành tiên. Tại sao chúng chẳng thành tiên? Bởi vì chúng hết sức si mê. Người thành tiên rất thông minh, chẳng ngu si, chẳng vị tiên nào không hiểu chân lý, không biết phải trái đúng sai. Làm thế nào chúng đồng thời tự sát như thế để thành tiên? Nếu như thành tiên quá dễ dàng như vậy, thì sao đại chúng không mau tự sát để thành tiên cho rồi? Đây là chuyện không thể có được. Những người nhà quê đó hết sức là đáng thương, đuôi mù tin theo tà thuyết khiến bọn trẻ chết oan uổng. Đây là chuyện thật đáng thương xót. Bây giờ lại hỏi rằng vì sao mấy đứa nhỏ không sợ chết lại muốn thành tiên? Là vì hoàn cảnh bức bách mà thành, thấy rằng đời sống con người cũng không hơn gì cái chết. Làm người giống như khúc thịt biết đi thì có nghĩa gì đâu, nên mới tìm đường giải thoát cùng tự sát tập thể. 6 đứa trẻ đó viết trên giấy chữ tử ngàn lần như vậy, ngày nào cũng viết chữ chết, chết, chết. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến chữ chết, bởi vậy những đứa trẻ này dại dột, bị chuyện mê tín, dụ hoặc, khiến quên mất hẳn mục tiêu lẫn phương hướng chính đáng. Là Phật tử, chúng ta không nên mê tín mà phải trừ mê tín. Thế nào là mê tín? Tức là hồ đồ, nghe theo những điều người ta nói mà không suy xét. Người ta nói gì mình cũng tin cả, tin một cách mơ hồ, nên gọi là mê tín. Mê tín chưa phải đáng sợ nhất là tin cái điều mê, tin thứ ngoại đạo điên đảo. Có những người tự cho mình là thông minh, song điều chính thì không tin, mà gặp điều giả là tin ngay, đó là mê trong mê. Họ không nhận thức được chân lý, đem điều chân thật cho là giả dối, đem điều giả dối cho là chân thật. Cũng như 6 đứa trẻ đó, vốn muốn chết để thành tiên, đó là một phương pháp để lừa gạt người, nhưng 6 đứa trẻ đó lại tin theo. Nếu dạy chúng rằng tu hành mới thành tiên, e rằng chúng nó chẳng tin, bởi vậy trên thế giới rất nhiều kẻ đáng thương xót. Và vô số những chuyện đáng tiếc, một lời khó diễn bày hết được. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 28 tháng 11 năm 1982.哈哈哈，问什么的说呵。